Xin chào khách hàng của Big Bang Solar. Thì trong thời gian vừa qua cũng có một số anh em liên hệ đến Big Bang Solar để tư vấn về hệ thống pin lưu trữ dành cho điện mặt trời, trong đó những câu hỏi liên quan đến thương hiệu, chất lượng và tuổi thọ được khách hàng đề cập đến nhiều, nhằm để giúp cho tất cả quý hàng có thêm thông tin về các sản phẩm pin lưu trữ đang được Big Bang Solar phân phối. Thì hôm nay em cũng tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi quay một video để giới thiệu đến cho tất cả quý khách hàng về ba sản phẩm pin lưu trữ cao cấp đang được Big Bang Solar phân phối. Với ba sản phẩm này về dung lượng đều là 100 Ah. Với riêng khối pin UFO này thì về điện áp nó sẽ khác biệt so với hai khối pin bên ngoài nha mọi người. UFO điện áp là 48V và hai khối pin bên ngoài này là 51.2V. Thì cả ba sản phẩm này đều là sản phẩm nằm trong phân khúc cao cấp, bảo hành 5 năm và có giao tiếp với biến tần. Ở đây là khối pin BSBES. Dòng pin này thì sử dụng sao pin của EV. Và lưu ý với tất cả quý khách hàng, với Big Bang Solar thì các sản phẩm pin lưu trữ bên em sử dụng đều là sao pin của EV, bởi vì EV là một trong những nhà cung cấp sao pin hàng đầu thế giới hiện tại với chất lượng và thiết kế cao cấp nha mọi người, và được ứng dụng trong các hệ thống lưu trữ điện, trong đó có EV Car là lưu trữ điện cho xe ô tô nha mọi người, và thứ hai nữa là ES hay là các hệ thống lưu trữ trong điện mặt trời. Về hình thức bên ngoài, nếu mà so sánh ở một góc độ tổng quan thì em thấy DeZe sẽ đóng gói đẹp nhất. Thứ nhất là đầy đủ các thông tin bên ngoài. Thứ hai nữa là về hình thức, về DeZe thì nó sẽ là hàng cao cấp. Vậy nên thì nhìn về bên ngoài thì nó sẽ khá là bắt mắt cho mọi người. Đó, đây là khối pin DeZe. Còn đối với UFO thì ở đây thì em thấy khối pin UFO này sẽ thiết kế rất là mỏng nha mọi người. Tuy là cái trọng lượng của nó không có chênh lệch nhau nhiều và kích thước của các cái khối pin thì nó không có chênh lệch đáng kể. Nhưng mà ở đây về quy cách đóng gói thì UFO này đóng gói khá là mỏng. Thì trong này hàng sử dụng các cái xốp mỏng để định hình lại nha mọi người. Như vậy thì trong quá trình vận chuyển anh em chúng ta nên đóng pallet hoặc là chèn thêm xốp bên ngoài để đảm bảo vận chuyển sẽ an toàn hơn. Còn đối với khối pin BSBES này thì về độ dày nó sẽ đóng gói cao hơn so với cả DeZe luôn nha mọi người. Ở đây thì được đóng gói khá là cẩn thận. Ở ngoài đây sẽ có tay nắm để giúp cho anh em chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển, di chuyển khi thao tác hai người nha mọi người. Đó là về hình thức bên ngoài. Đây là bên trong của khối pin DeZe. Lớp băng keo khá là cứng. Có thể là do một mình em thao tác nên là nó sẽ khó khăn nha mọi người. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên đây là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đây là khối pin lưu trữ. Model là SEG5.1 Pro B. Đây là phiên bản thiết kế cao cấp nhất của DeZe và đang được Big Bang Solar giới thiệu rất là nhiều trước đó. Ở đây là sẽ tặng kèm cho anh em một cặp cáp. Cặp cáp này thì sẽ bao gồm một sợi dương và một sợi âm để chúng ta kết nối từ pin lưu trữ đi lên trên biến tần nha mọi người. Vậy nên thì một đầu hàng sẽ bấm sẵn cái jack quick connector này rồi. Một đầu cốt còn lại thì chúng ta sẽ đấu lên inverter. Và đây là một sợi cáp giao tiếp. Cáp này thì anh em có thể kết nối giao tiếp với biến tần DeZe hoặc là kết nối parallel các khối pin với nhau nha mọi người. Ngoài ra với những anh em mà chúng ta ép song song nhiều khối pin á, thì hàng cũng trang bị một cặp cáp ngắn ở đây để giúp cho chúng ta có thể cắm vào cho dễ dàng nha mọi người. Và đây có một sợi cáp giao tiếp nữa, khá là đầy đủ. Bên ngoài đều được bọc lớp ni lông chống sốc và có series đàng hoàng nha mọi người, rất là chi tiết. Rồi, đây là cái mà hai khối pin còn lại sẽ không có nha mọi người. Đây là bát tay treo tường và tắc kê để giúp cho anh em có thể treo khối pin lên tường dễ dàng. Với BSB và UFO sẽ không tặng kèm theo cái này. Đây là sự khác biệt của DeZe. Đây là bốn chân đỡ nha mọi người. Chúng ta đặt chồng các khối pin lên với nhau nha mọi người. Lát nữa em sẽ quay cái chi tiết khi chúng ta đặt bố trí đặt chồng lên nhau. Rồi, đây là khối pin bên trong. Đóng xốp khá là kỹ. Tuy là thùng hơi mỏng nhưng mà xốp cũng tương đối là kỹ nha mọi người. Vận chuyển thì sẽ đảm bảo an toàn. Hàng cũng in thêm cái logo DeZe ở phía này để giúp cho những khách hàng chúng ta treo tường sẽ thể biết được cái thông tin của pin. Đó, đây là khối pin DeZe. Rồi, với DeZe thiết kế là jack quick connector, vậy nên thì chúng ta sẽ sử dụng các cái jack cắm nhanh này nha mọi người. Hàng sẽ trang bị thêm một cái CB đóng cắt 125A ở đây để chúng ta có thể thao tác bật tắt khối pin của chúng ta nhé. Còn đây là phía công tắc on off để khởi động BMS bên trong này, và đây là các cái cổng giao tiếp ngoại vi. Tiếp theo là đến pin UFO. Chúng ta cùng xem pin UFO nhé. UFO, đây là hai cái tai treo xốp khá là mỏng nha mọi người. Mặc dù UFO là một trong những sản phẩm cao cấp nhưng mà xốp tương đối là mỏng. Như vậy thì trong quá trình vận chuyển anh em nên lưu ý đóng gói thật là kỹ càng trước khi bàn giao cho các đơn vị vận chuyển.
tại vì xốp mà không dày á thì quá trình vận chuyển nó sẽ ảnh hưởng đến kết cấu và sâu pin bên trong, nên lưu ý giúp em. Phụ kiện cũng đầy đủ, bao gồm cáp kết nối này, 25 chấm này, đây là một sợi cáp để kết nối với máy tính, cáp giao tiếp giữa khối pin và biến tần, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây là có những cái ốc bắt này, chúng ta có thể sử dụng bắt các cái tai treo hoặc là bốn cái chân đờ xung quanh. Pin thiết kế cũng tương đối là mỏng. Màn hình đây. Với pin UFO như em đã trao đổi nhá, thông số kỹ thuật thì là 48V 100Ah, hàng sử dụng là 15 cell pin. Thay vì những cái khối pin của DeGe hoặc là BSV này. Cái này chân đờ thì sẽ không được đóng kèm đi theo pin mà đặt rời bên ngoài. Đây là khối pin BSV, em sẽ tiến hành bóc ra. Rồi, ok. Wow. Xốp của BSV khá là dày nha mọi người. Này em xem bên ngoài thấy kích thước của cái cắt tông này tương đối là dày, thì mở ra thì xem thấy chi tiết ở đây là hàng trang bị xốp dày đảm bảo cho quá trình vận chuyển sẽ an toàn. Đây là một cặp dây 4AWG, dây này là dây 35 chấm. Rồi, dây khá là lớn. Thường thì các hàng thì sử dụng dây 4AWG 25, nhưng mà riêng về BSV thì sử dụng dây 35 này. Với dây 35 này có thể chịu dòng lên đến 200Ah nhé mọi người. Dây này chịu nhiệt độ lên đến 200 độ C, khá là cao cấp. Ở đây thì có user manual này, cáp giao tiếp theo chuẩn Ken và chuẩn 4.5. Đây, user manual, test report đầy đủ hết nha mọi người. Rồi, đây là trong khối pin, có thêm 4 chân đờ được bỏ kèm với pin nhé mọi người. 4 chân đờ lúc chúng ta có thể kết nối đặt chồng lên với nhau, thuận tiện hơn, không cần phải hàn dàn khung. Wow, xốp tương đối là dày, anh em cũng xem nhé. Với xốp này thì quá trình vận chuyển thì hoàn toàn yên tâm rồi, không cần phải đóng thêm. Chúng ta chỉ cần quấn đóng bên ngoài để tránh tiếp xúc với nước thôi, hoặc là những cái dung dịch thể lỏng. Màu trắng thiết kế tương đối là đẹp nhé. Ở đây là BSV sẽ trang bị cho anh em màn hình luôn. Với màn hình này thì sẽ giúp cho khách hàng thuận tiện trong quá trình theo dõi. Cái lớp bên ngoài này là trang bị thêm để chống xước. Khi lắp đặt xong anh em sẽ bóc ra thì rất là mới nhé. Đây, sẽ đầy đủ các cái cổng ngoại vi bao gồm RF 4.5 và Ken. Tùy theo inverter chúng ta sẽ lựa chọn phương thức giao tiếp nhé. Với BSV thì chúng ta có thể cài đặt giao tiếp với từng hàng inverter trên màn hình. Đây là model là 51.2V 100Ah phiên bản Premium. Được thiết kế là 16 cell, nó sẽ nhiều hơn UFO 1 cell. Và về phần giá thì hai dòng này nó cũng tương đương nhau thôi mọi người. Nhưng mà về quan trọng chất lượng cell thì đều sử dụng của EV. Bên em thì lựa chọn EV là sản phẩm cell pin được sử dụng trong các khối pin, đảm bảo chất lượng và an toàn. Thì đây em đã có sẵn hai phiên bản DeGe và BSV. Phiên bản 100Ah. Đó, BSV thì sẽ thiết kế có màn hình, còn DeGe rất là cao cấp nha mọi người. Với phân khúc cao cấp thì DeGe hoàn toàn là số 1. Nhưng mà với về chính sách giá thì anh em có thể cân nhắc lựa chọn dòng BSV này đều được. Với DeGe thì thiết kế khá là đơn giản, còn BSV thì sẽ trang bị thêm màn hình ở đây. Với màn hình này, một số anh em chúng ta có thể theo dõi điện áp của từng cell pin. Thì trong quá trình sử dụng lâu năm thì chúng ta nên kiểm tra các cái cell pin thì có màn hình sẽ thuận tiện hơn nhé mọi người. Một số hàng không có màn hình thì cũng khá là bất tiện. Về sau này chúng ta muốn theo dõi các cái thông số chi tiết, ví dụ như là điện áp SOH hoặc là thông số chi tiết của từng cell pin. Em sẽ mở ra để cho khách hàng cùng theo dõi. Khi bật công tắc này lên thì anh em nhấn cái nút reset này giúp em nhé. Để khởi động lên, giữ tầm khoảng 10 giây. Thì sau đó BMS sẽ tự động kích hoạt. Đó, khi màn hình sáng lên thì đồng nghĩa với khối pin của chúng ta đã được kết nối. Rồi, ok. Em đã khởi động lên. Ở DeGe em sẽ bật lên luôn nhé mọi người. DeGe sẽ bật lên luôn để cho anh em cùng theo dõi. Với cái thiết kế hiện tại thì em đang đặt chồng lên nhau và được sử dụng 4 cái chân đỡ mà hàng đã tặng kèm. Ở đây thì chúng ta sẽ tháo cái bắt tay này ra và gắn 4 cái chân đỡ này lên. Thì khi mà kết nối các khối với nhau thì sẽ tạo một cái khoảng hở như này. Nhiều khách hàng không biết chúng ta đặt chồng khối pin lên với nhau mà không có tạo một khoảng hở nhất định. Thì trong quá trình sử dụng, cell pin nó sạc sáng, nó sẽ nóng và nó sẽ không có tản nhiệt được, ảnh hưởng đến cái nhiệt độ bên trong và ảnh hưởng đến cái tuổi thọ thiết kế của cell pin nhé mọi người. Nhiệt độ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng quyết định đến tuổi thọ của cell pin. Bên cạnh những cái dòng nạp xả hoặc là độ xả sâu thì nhiệt độ là một trong những cái thông số hết sức là quan trọng. Vậy nên thì khách hàng lưu ý giúp em nhé. Rồi, ở đây là hai khối pin DeGe thì em đã khởi động lên rồi. Ở đây thì pin đang cảnh báo điện áp thấp nha mọi người. Trường hợp này thì chúng ta có thể kết nối vào để sạc lên. Ở đây thì em bóc ra chưa có kết nối sạc và pin hiện tại đang báo là điện áp thấp. Đây là về tổng thể của hai khối pin. Với UFO thiết kế 15 cell thì về chất lượng thì nó cũng khá là tương đồng so với BSV. Nhưng mà về thuật toán logic
thì BSB bên em đánh giá về BMS sẽ smart hơn nha mọi người. Thứ nhất là giao tiếp sâu với các hãng investor. Thứ hai nữa chúng ta có thể cài đặt và kiểm tra thông số chi tiết trên này. Thứ nhất là phần điện áp của khối pin. Dòng hiện tại bây giờ các khối pin đang kết nối song song với nhau và không có cắm cáp giao tiếp, vậy nên thì các khối pin này chưa có chuyển qua trạng thái cân bằng. Và BSB sẽ thiết kế mạch cân bằng chủ động bên trong nha mọi người. SOC này, BMS Status là cái hiển thị trạng thái. Ở đây là 16 sao pin, anh em có thể kiểm tra được điện áp của từng sao pin tương đối là đồng đều nhau với sao pin mới chính hãng EV 6000 lần nạp xả. Rồi, đây là phần nhiệt độ. Đây là phần dung lượng của pin là 100 Ah tuổi thọ. Cái sức khỏe của pin hiện tại là 100% là pin mới hoàn toàn nhé mọi người. Ở đây là có cái phần cao này, cycle là cái chu kỳ nạp xả. Với khối pin này thì bên em đã để sẵn rồi và trong quá trình vừa rồi thì bên em cũng có test qua. Thì ở đây thì chu kỳ được đo đếm là 4 lần cộng với một lần là hãng test trước khi xuất xưởng. Cái phần rất là quan trọng, cài đặt giao tiếp với inverter, chọn từng hãng inverter luôn. Thì khi chúng ta cài đặt giao tiếp chuẩn theo cái phương thức của inverter thì máy nó sẽ đồng bộ với pin lưu trữ và đưa được nhiều thông số hơn. Ví dụ như giao tiếp với lắc power hoặc DG thì chúng ta có thể kiểm tra được các cái thông số về tuổi thọ của pin, về chu kỳ nạp xả và cái sức khỏe của khối pin nhé mọi người. Với một số khách hàng chúng ta muốn lưu trữ cao hơn thì cũng có thể cân đối lựa chọn thêm phương án pin lưu trữ BSB phiên bản 230 Ah. Thì với khối pin này thì cái công suất lưu trữ nó sẽ là 11,7 kW nha mọi người. Nó sẽ cao hơn gấp đôi so với khối pin 100 Ah cả DG và BSB phiên bản 100 Ah. Đây là khối 230, thiết kế cũng tương đối là thẩm mỹ nhá. Chúng ta có thể đặt đứng này, có thể đặt chồng lên, hàng cũng trang bị các cái tai đờ treo như này. Về nước sơn khá là đẹp. Nước sơn của ba dòng này tương đối là đồng đều nhau. Về UFO thì thiết kế màu đen. Khi chúng ta lắp với lắc power hoặc là DG thì màu trắng nó sẽ nổi bật hơn nha mọi người. Nó sẽ mang đến độ thẩm mỹ cao hơn so với màu đen. Xung quanh khối 230 này sẽ được bố trí hai cái tai treo, hai tay nắm này để chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển và thao tác lắp đặt. Có thêm bánh xe phía dưới để chúng ta đặt đứng lên. Và sau khi đặt đứng lên thì chúng ta, anh em phải khóa ngay lại chân lại nhá, để tránh tình trạng mà nó dịch chuyển. Thì có cái khóa bánh xe ở đây. Rồi, đây là về phần pin 230 Ah lưu trữ 11,7 kg. Về chi phí để đầu tư một khối BSB 230 Ah này nó sẽ tốt hơn so với chúng ta lắp đặt hai khối pin 100 Ah nhé mọi người. Và về dung lượng lưu trữ thì dòng 230 Ah nó sẽ cao hơn. Vậy nên thì đối với những khách hàng chúng ta lựa chọn lắp đặt lưu trữ 10 kWh thì nên lựa chọn dòng 230 này. Tại vì về thông số thiết kế, về tuổi thọ thì nó cũng tương đồng so với khối 100 Ah. Và sự thiết kế thông minh, dễ dàng vận chuyển, thao tác lắp đặt thì nó sẽ mang đến cái công suất lưu trữ cao, đồng thời giảm cái chi phí đầu tư ban đầu ra nha mọi người. Đó, đây là ba khối pin lưu trữ mà Big Ba Solar đang phân phối, đều là phân khúc bảo hành 5 năm. Về mức giá, pin UFO là 26 triệu rưỡi, pin BSB ES là 27 triệu bảo hành 5 năm, với pin DG là 30 triệu 600 ngàn. Và riêng với khối 230 Ah này giá là 52 triệu nha mọi người, đều là phân khúc cao cấp. Hiện tại Big Ba Solar sản hàng đầy đủ 3 phân khúc này, tùy theo cái nhu cầu và sở thích của mọi người thì ta có thể lựa chọn. Thì cái video này em cũng không có chia sẻ quá là nhiều, chỉ muốn giới thiệu chi tiết đến cho tất cả quý khách hàng về các sản phẩm pin lưu trữ. Tại vì cũng có rất là nhiều khách hàng luôn đặt câu hỏi lựa chọn pin nào phù hợp cho hệ thống DG hoặc là lắc power. Thì nhân tiện trong một video này em sẽ kết hợp cả 3 dòng pin, đồng thời giới thiệu thêm một giải pháp lưu trữ 230 Ah dành cho những khách hàng chúng ta muốn lưu trữ công suất cao hơn. Và giá em cũng đã công bố công khai để giúp cho anh em có thể cân đối tùy vào tài chính để chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm cho phù hợp nhé.